Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vinh. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục những video về mẫu xe Fortuner. Nhân vật ngày hôm nay em muốn gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn đó chính là chiếc xe Fortuner phiên bản Legender một cầu màu trắng ngọc trai rất là tuyệt vời đang đứng cạnh kế bên em Vinh đây. Thì mẫu xe này sẽ có những option gì, hiện đại được nâng cấp, giá bán ra làm sao, chương trình trả góp như thế nào? Em sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó trong video này gửi tới toàn thể quý anh chị. Những khách hàng nào chưa đăng ký kênh của em Vinh, nhớ nhấn like video này và nhớ đăng ký kênh để đón xem những video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Dạ rồi, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ mức giá. Đối với giá niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam công bố dành cho mẫu xe Fortuner phiên bản Legender một cầu này, chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 1.248.000.000. Riêng màu trắng ngọc trai trong video mà em Vinh đang quay, quý chị vui lòng cộng thêm vào giá xe giúp em 8 triệu đồng nữa là 1.256.000.000, là giá xe niêm yết của mẫu xe Fortuner phiên bản Legender một cầu này. Và giá lăn bánh của em nó sẽ là bao nhiêu, em cũng sẽ gửi tới toàn thể quý chị ngay bây giờ. Và giá lăn bánh của em nó tạm tính tại Sài Gòn đối với màu thường là 1.398.000.000, và đối với màu trắng ngọc trai thì sẽ là 1.406.000.000, là giá xe lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh của mẫu xe Fortuner phiên bản Legender này, màu thường và màu trắng ngọc trai. Và màu thường là màu gì? Hiện tại Fortuner của chúng ta sẽ được trang bị 5 màu ngoại thất, bao gồm màu trắng như em Vinh đang quay trong video, màu đen, màu bạc, màu đồng ánh kim và một màu rất là biệt là màu nâu. Và chương trình trả góp của mẫu xe Fortuner này sẽ ra làm sao? Thì hiện tại ngân hàng tài chính Toyota vẫn đang hỗ trợ một gói vay rất là tuyệt vời dành cho mẫu xe Fortuner. Chúng ta sẽ vay từ 80-85% giá trị xe của chiếc xe Fortuner này. Cùng với đó thì hiện tại mẫu xe Fortuner vẫn đang được áp dụng cái mức lãi suất chỉ từ 0.6% cho một tháng thôi là chúng ta thể sở hữu ngay chiếc xe Fortuner phiên bản Legender này. Và em cũng sẽ tạm tính luôn số tiền trả trước gửi tới toàn thể quý khách hàng. Và đặc biệt thì đối với chiếc xe này, em sẽ tạm tính là gói vay 80% và chúng ta sẽ trả trước 20%. Thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị số tiền tối thiểu cho em Vinh nó rơi vào tầm khoảng cỡ 395.000.000 là chúng ta thể sở hữu ngay chiếc xe Fortuner phiên bản Legender rất là tuyệt vời, đẹp và cực kỳ hấp dẫn này. Và đặc biệt thì thời gian vay của chúng ta sẽ rất là dài hơi, từ 1-8 năm. Chúng ta có thể thoải mái chia nhỏ số tiền ra để phù hợp nhất với nhu cầu tài chính của từng khách hàng, đạt được cái nhu cầu mua xe một cách hợp lý nhất và phù hợp với gia đình nhà mình nhất. Và đặc biệt thì cái mẫu này hiện tại vẫn anh em vẫn đang có một vài xe có thể giao sớm cho quý anh chị. Những khách hàng nào đang quan tâm đừng ngần ngại gì, hãy gọi ngay cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878, gặp trực tiếp em Vinh để được tư vấn cụ thể hơn về chương trình trả góp, giá xe lăn bánh và thời gian nhận xe nha. Và dành riêng cho những khách hàng nào muốn đến trực tiếp đại lý của em thì có thể ghé tại địa chỉ số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Toyota Tân Tạo nha. Nhớ đến thì hãy gọi vào số hotline để được gặp trực tiếp em Vinh, đi xem chính chiếc xe mà quý anh chị sẽ mua trong tương lai và có thể lựa chọn được cái màu ngoại thất phù hợp nhất với mình, được em Vinh tư vấn chi tiết về ngân hàng và giá xe lăn bánh, thời gian nhận xe phù hợp nhất với nhu cầu của mình nha. Và không để quý anh chị phải đợi lâu nữa thì tiếp theo đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về chiếc xe Fortuner phiên bản Legender này, về những option hiện đại được trang bị trên chiếc xe này gửi tới toàn thể quý anh chị. Thì đầu tiên quý anh chị có thể thấy được ngay cái cụm đèn chiếu sáng phía trước trên phiên bản của năm 2022, chúng ta được sử dụng hoàn toàn là bóng LED chiếu sáng phía trước luôn. Ở đèn chiếu gần thì chúng ta sẽ sử dụng bi LED và đèn chiếu xa thì sẽ sử dụng bóng đèn LED phản xạ đa hướng, cho ra cái cường độ ánh sáng vô cùng tốt. Và ngay đặc biệt thì ở phía trong đèn đây, chúng ta sẽ có những cái đường dây LED chạy phía trong đèn, tạo lên một cái cảm hứng rất là mới mẻ dành cho chiếc xe Fortuner phiên bản Legender khi chúng ta nhìn ngay từ phần đầu xe. Và cái điểm nhấn mà em muốn chia sẻ đến cho quý anh chị đó chính là cái cụm đèn chiếu sáng phía trước. Tiến xuống phía dưới đây thì chúng ta sẽ có được một cái đèn sương mù sử dụng bóng đèn LED luôn nha. Về phần hệ thống chiếu sáng phía trước thì toàn bộ sẽ sử dụng là bóng LED. Cái bóng LED đèn sương mù này sẽ cho chúng ta được một cái cường độ ánh sáng tốt hơn và mạnh hơn khi chúng ta cần sử dụng nhiều ánh sáng hơn. Và đặc biệt thì đối với mẫu Legender này của chúng ta sẽ có luôn cái cảm biến góc trước để chúng ta di chuyển xe trong những cung đường hẹp một cách dễ dàng hơn. Và đặc biệt trên mẫu xe Fortuner của chúng ta là một trong những chiếc xe SUV có cái kích thước và khoảng sáng gầm xe gần như là lớn nhất trong phân khúc, thì cái cảm biến này sẽ hỗ trợ quý anh chị sử dụng xe một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Tiến xuống phía dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái đèn xi nhan sử dụng bóng LED dạng LED chạy luôn nha, rất là thể thao và mạnh mẽ, cùng với những cái họa tiết được sơn màu đen bóng cho cảm hứng rất là tuyệt vời trên chiếc xe Fortuner phiên bản Legender này.
Và đặc biệt thì chúng ta sẽ được trang bị luôn cam 360 theo xe luôn nha, chỉ có duy nhất trên chiếc xe Fortuner phiên bản Legendary một cầu. Đối với động cơ một cầu và máy dầu sử dụng động cơ 2.4 lít thì chiếc Fortuner Legendary này chiếc duy nhất được trang bị cái camera 360 độ theo xe luôn. Và đặc biệt thì về phần thiết kế, lưới tản nhiệt được chia ra làm hai khoang, tạo lên cái điểm nhấn gần như là một mũi hổ ở phía trước, cho chiếc xe chúng ta hầm hố và thể thao hơn, đặc biệt trên chiếc xe SUV địa hình của nhà Toyota. Tiếp đến là phần hông xe của chiếc xe Fortuner phiên bản Legendary, thì điểm ấn tượng đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy được ngay đó chính là cái phần mâm xe. Mâm xe của mẫu xe phiên bản Legendary của chúng ta sẽ được trang bị mâm 18 inch, thiết kế dạng đa chấu và họa tiết thì rất là đẹp và thể thao. Đặc biệt thì phanh của chúng ta sử dụng thắng đĩa 4 bánh cho cái độ chính xác tốt hơn và tản nhiệt tốt hơn rất là nhiều trên mẫu xe này. Đặc biệt những cái đường cua lốp của chúng ta sử dụng hoàn toàn bằng nhựa đen, tạo điểm nhấn cho chiếc xe ở phần hông xe rất là rõ ràng trên chiếc xe Fortuner phiên bản Legendary. Đối với một chiếc xe có khoảng sáng gầm xe tốt như vậy thì chúng ta sẽ có được cái bệ bước chân theo xe luôn, giúp chúng ta lên xuống xe một cách dễ dàng hơn. Gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, có tích hợp đèn báo rẽ trên gương và đặc biệt có cam 360 như em Vinh vừa chia sẻ ở đầu video, giúp chúng ta điều khiển xe thuận tiện và dễ dàng hơn rất là nhiều. Và phía bên cạnh đó, tay nắm cửa được mạ chrome, có tích hợp nút mở cửa thông minh, đường chân kiến mạ chrome, giá nóc thể thao được sơn màu bạc cho chiếc xe Fortuner phiên bản Legendary chúng ta. Khi nhìn từ phần hông xe này, chúng ta sẽ thấy được ngay cái sự cứng cáp và khỏe khoắn khi chúng ta nhìn vào từ phần hông xe. Và đặc biệt thì đối với những cái chiếc xe mà sử dụng động cơ máy dầu, chúng ta sẽ thấy được cái sự rất là tiết kiệm khi chúng ta nhìn vào cái khả năng tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này. Đối với đường kết hợp, chúng ta chỉ có tiêu tốn hết 7,4 lít dầu thôi. Và đường trong đô thị chỉ có 8,3 lít dầu. Và ngoài đô thị chỉ có 6,8 lít dầu thôi. Cực kỳ tiết kiệm nha. Và hiện tại thì giá xăng nó rất là cao. Thì những chiếc xe máy dầu này cho chúng ta được một cái sự tiết kiệm rất là tuyệt vời trên chiếc xe Fortuner phiên bản Legendary. Tiếp đến là phần hông xe của mẫu xe Fortuner phiên bản Legendary, thì chúng ta sẽ ấn tượng đầu tiên nhất đó chính là cái cục đèn hậu phía sau, được thiết kế dạng nổi và sử dụng bóng đèn hoàn toàn là LED luôn. Phía bên trên được tách biệt bởi phía giữa là cái đèn xin nhan dạng LED chạy của chúng ta. Dạ, chúng ta hay còn nói đơn giản là LED đuổi đó. Đó. Và phía hai bên thì chúng ta sẽ được trang bị là đèn báo phanh và đèn phanh ở phía sau, sử dụng hoàn toàn là bóng LED luôn. Đèn báo dê và đèn xin nhan cũng được tích hợp luôn trong cái cụm đèn hậu phía sau này luôn nha. Thiết kế rất là đẹp và trẻ trung. Ở phần phía sau này chúng ta cũng được trang bị rất là đầy đủ như là cánh hướng gió phía sau, anten dạng vây cá mập, đèn báo phanh trên cao dạng LED, gạt mưa và xây kính sau, rất là đầy đủ. Và đặc biệt thì trên phiên bản này của chúng ta có cam 360. An toàn phía sau thì chúng ta cũng sẽ có tới 4 cảm biến, bao gồm 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc, và có luôn cả đèn sương mù ở phía sau luôn nha. Rất là thuận tiện khi chúng ta điều khiển xe vào ban đêm thì xe di chuyển ở phía sau sẽ nhận diện xe chúng ta một cách dễ dàng hơn. Trên phiên bản này còn có thêm một cái đặc biệt nữa là chúng ta được trang bị đá cốp và cốp điện luôn nha. Thì thao tác để đá cốp thì nó cũng vô cùng đơn giản giống như chiếc xe khác, và cốp điện thì chúng ta có thể mở trực tiếp lên khi chúng ta dùng thao tác bấm nút. Và đây là cốp điện của mẫu xe Fortuner phiên bản Legendary. Thao tác cực kỳ nhẹ nhàng, và đối với cái cốp điện như này thì khi mà chị em phụ nữ sử dụng xe nó cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều so với cái cốp sử dụng cơ, nó hơi nặng và cao. Thì cái này chúng ta có thể set được luôn chiều cao nha. Thì hiện tại đang để chiều cao mặc định thì sẽ hơi cao so với một số chị em phụ nữ, nhưng mà đối với những người như là nam như chúng ta thì nó sẽ sử dụng rất là thuận tiện. Và thao tác thì cực kỳ nhẹ nhàng thôi, chỉ cần ấn nút lên và ấn nút xuống. Bước vào khoang nội thất thì điều đầu tiên mà chúng ta thấy thì sẽ là cái sự chỉnh chu và rất là tỉ mỉ trên chiếc xe Fortuner phiên bản Legendary này. Thì em bên sẽ khởi động tất cả những hệ thống điện ở trên xe lên để quý anh chị có thể tiện thao tác, và cùng với đó thì chúng ta sẽ quan sát một cách dễ dàng hơn. Đầu tiên là màn hình chào của mẫu xe Fortuner phiên bản Legendary, rất là ấn tượng trên chiếc xe này, và chúng ta sẽ cùng khởi động tất cả những hệ thống điện ở trên xe lên nha. Thì đầu tiên, hiện tại xe đang báo về góc lái và cửa xe hiện tại đang mở ở trên chiếc xe. Chúng ta sẽ có một cái màn hình phía trước mặt người lái 4.2 inch thể hiện đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật về chiếc xe của chúng ta. Đó, chúng ta có thể hoàn toàn nắm bắt chiếc xe của chúng ta chỉ với cái màn hình này thôi. Mọi thông số kỹ thuật và tin nhắn gửi tới người lái sẽ được báo lên đây. Phía bên cạnh sẽ là hai mặt đồng hồ cơ thể hiện về vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta, nằm ở hai bên đây ha. Vô lăng thì được bọc da mạ bạc ba chấu, có được ốp gỗ luôn nha, rất là chi tiết luôn. Những cái đường chỉ khâu màu đỏ này là cái điểm đặc trưng nổi bật ở trên mẫu xe phiên bản Legendary. Những phiên bản khác thì nội thất sẽ là màu đen tuyền nha,
Đặc biệt trên hai phiên bản Legendre là một cầu và hai cầu, chúng ta sẽ được trang bị màu nội thất đỏ kết hợp giữa màu đen nha, đỏ nâu á, giống như kiểu mẫu xe Cross á, và cái màu đen luôn nha, rất là đẹp. Đó, trên vô lăng thì tích hợp rất là nhiều nút bấm như là tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay ở nằm ở phía bên đây, và cùng với đó là điều khiển màn hình đa thông tin sẽ nằm ở đây nha. Hệ thống ga tự động Cruise Control sẽ được nằm ở ngay đây, và lấy thì chuyển số thể thao trên vô lăng giúp chúng ta điều khiển chiếc xe một cách thể thao hơn và thuận tiện hơn, bớt đi nhiều thao tác khi chúng ta phải đập tay xuống cần số. Đó, chúng ta có thể thao tác lên xuống số ngay trực tiếp trên vô lăng luôn. Đèn phía trước là auto light tự động bật tắt, giúp chúng ta điều khiển chiếc xe một cách dễ dàng hơn và tránh trường hợp quên bật đèn khi chúng ta đi trong đô thị. Và đặc biệt trên phiên bản này của chúng ta thì lên xuống kính tất cả các cửa đều là một chạm chống kẹt luôn nha, rất là thuận tiện, gập gương, chỉnh gương điện, gập gương tự động rất là đầy đủ nha. Về màn hình của chúng ta sẽ được trang bị một màn hình rất là lớn lên tới 8 inch, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, có tích hợp luôn bản đồ ở trên cái này luôn. Khi chúng ta sử dụng nó sẽ rất là đơn giản và dễ dàng, mặc dù chúng ta đi tới đâu chỉ cần mở bản đồ ra là tất cả những cung đường mà chúng ta sẽ di chuyển nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và đây là địa chỉ của đại lý bên em, số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Toyota Hùng Vương chi nhánh Tân Tạo. Những khách hàng nào đang quan tâm đến chiếc xe Fortuner này, hãy ghé ngay đến Toyota Tân Tạo gặp em Vinh để biết thêm chi tiết nha. Đặc biệt hệ thống cam 360 chúng ta sẽ được tích hợp luôn ở trên cái màn hình này nha. Đây là cam 360 này, thể hiện đầy đủ ở trên màn hình này. Chúng ta rất nhiều góc nhìn, đây là cam cập lề của chúng ta nha. Đó, chúng ta có thể quan sát chiếc xe và điều khiển chiếc xe chủ động hơn khi có cái hệ thống cam 360 này. Phía dưới đây là điều hòa tự động hai vùng độc lập của chúng ta, sẽ có thể điều khiển tốc độ gió và nhiệt độ một cách độc lập bởi hai vùng. Đó, thao tác rất là dễ dàng, hoàn toàn là nút bấm luôn. Hộp số 6 cấp được trang bị trên mẫu xe Fortuner thì cũng khá là quen thuộc rồi, nên quý chị chắc cũng không cần em Vinh phải chia sẻ quá nhiều. Chúng ta sẽ được trang bị 3 chế độ chạy, đó chính là Eco, Normal và Power, giúp quý anh chị sử dụng xe một cách thuận tiện và dễ dàng hơn. Khi chúng ta đi trong đô thị muốn tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta có thể sử dụng chế độ Eco, và khi chúng ta đi những đường đèo dốc cần cái sự sport và khỏe khoắn hơn thì chúng ta có thể chuyển qua chế độ Power, tăng thêm được cái sự mạnh mẽ và khỏe khoắn cho chiếc xe. Cùng với đó thì chiếc xe của chúng ta hệ thống giải trí lên tới 11 loa JBL, cho ra chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời luôn. Để trải nghiệm thì quý anh chị hãy ghé trực tiếp đại lý nha, vì em không thể chia sẻ được cái chất lượng âm thanh qua video này được. Để trải nghiệm chi tiết hơn hãy liên hệ và đến trực tiếp đại lý để trải nghiệm nha. Về phần ghế của chúng ta sẽ được bọc da, và như họa tiết em Vinh có nói thì sẽ được thiết kế với hai tông màu là màu đỏ và màu đen. Ghế lái và ghế phụ của chúng ta đều sẽ được trang bị chỉnh điện luôn nha, cả hai bên ghế tải và ghế phụ luôn, mang lại cái sự thuận tiện từ người lái cho đến hành khách ở trên xe, giúp chúng ta điều khiển chiếc xe và cảm thấy được cái sự trau chuốt và tỉ mỉ của nhà máy Toyota gửi tới toàn thể quý khách hàng. Tiếp đến là hàng ghế thứ hai của mẫu xe Fortuner phiên bản Legendre thì vẫn sẽ là cái tông màu rất là thể thao và cá tính của mẫu xe Fortuner. Chúng ta sẽ được trang bị nội thất màu đen kết hợp màu đỏ và rất là nhiều tiện ích ở phía sau, bao gồm jack sạc 2.1 USB, chúng ta được trang bị hai cổng luôn nha. Một dòng điện xoay chiều jack cắm 100W 220V nằm ngay phía dưới đây để chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều thiết bị điện ở trên xe một cách dễ dàng và thuận tiện trong quá trình sử dụng xe. Cửa gió thì được trang bị ở tất cả các hàng ghế, và cái tốc độ gió phía sau này của chúng ta sẽ điều chỉnh hoàn toàn bằng nút bấm auto luôn nha, rất là thuận tiện chứ không có xài bất kỳ nút cơ nào ở trên này. Đó, về tất cả những cái tiện nghi ở trên xe thì chúng ta có thể thấy ngay ở trong video mà em Vinh đang quay. Ở hàng ghế thứ hai này thì chúng ta cũng sẽ được trang bị luôn cả bệ tì tay, đó, nên chúng ta sẽ rất là dễ dàng trong quá trình sử dụng xe. Về cái độ rộng rãi thì quý anh chị thể quan sát trực tiếp trong video, rất là rộng rãi luôn nha. Phần trước còn dư rất là nhiều, phần trần em vẫn còn dư rất là nhiều. Ngoài những tính năng và tiện nghi như em Vinh đã chia sẻ thì trên mẫu xe Fortuner cũng sẽ có những cái tính năng an toàn bảo vệ hành khách và người lái trên xe, bao gồm như là 7 túi khí, những hệ thống an toàn phụ trợ khác như là hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, đèn báo phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc đều sẽ được trang bị tất cả trên chiếc xe Fortuner phiên bản Legendre một cầu này. Cùng với đó là hệ thống 7 túi khí của chúng ta sẽ bảo vệ người lái và hành khách trên xe tuyệt đối an toàn khi chúng ta di chuyển trên mọi cung đường, giúp khách hàng an toàn hơn và yên tâm hơn trên mọi chuyến đi khi sử dụng chiếc xe Fortuner phiên bản Legendre này. Cảm ơn toàn thể quý anh chị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh xe uy tín của em Vinh. Những khách hàng nào đang quan tâm đến chiếc xe Fortuner phiên bản Legendre này, bất kỳ màu nào mà quý anh chị đang yêu thích, hãy liên hệ ngay vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 58 98 78 gặp trực tiếp em Vinh để biết được cái thời gian giao xe sớm nhất và cái chương trình khuyến mãi mới nhất gửi tới toàn thể quý khách hàng nha.
dành cho những quý anh chị nào đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là quận Bình Tân, có thể ghé tại trực tiếp địa lý của bên em tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gặp trực tiếp em Vinh. Khi lên nhớ gọi vào hotline để gặp trực tiếp em Vinh, nhận được cái báo giá lăn bánh chính xác nhất và đi xem đúng chiếc xe mà mình sẽ sở hữu trên tương lai, lựa chọn cái màu xe phù hợp nhất với phong thủy và nhu cầu sử dụng của mình. Cảm ơn quý anh chị. Những khách hàng nào chưa đăng ký kênh của em Vinh, nhớ nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh để đón xem video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.